Rồi, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng các anh em tiếp tục quay trở lại với Bonsai Trường Thi. Rồi, vẫn là không giờ quen thuộc, 11 giờ trưa và 19 giờ. Bonsai Trường Thi giới thiệu giao lưu những dòng cây khai thác. Rồi, hôm nay tiếp tục giới thiệu với anh em một cây hai châu. Một cây hai châu trực hiền. Có một cái cành hiền cũng khá là duyên nha. Cây đang cho hoa và trái rất là nhiều. Rồi, xíu nữa sẽ quay gần hơn cho anh em xem. Rồi, giờ quay tổng thể. Kính mời anh em xem tổng thể cây. Cây này cái dáng khá là hay của anh em. Là cây này có một cái bộ đế cực kỳ đẹp nha. Xíu nữa sẽ quay kỹ hơn phần đế cho anh em xem. Có những cái đường co, những cái đường co lách rất là đẹp. Cây này thì bonsai tầm trung. Bonsai tầm trung, một người V nặng tay. Một người V rất nặng tay như bữa nay, rất nặng tay nha. Cây hải châu cũng khá là duyên của anh em. Cây khá duyên. Cây đang cho hoa và trái. Rồi, quay sang thấy đã thông số. Rồi, hoành là 40, hoành là 45. Hoành bể nó là 45. Thân cao nó là 12. Và thân hiền. Thân hiền của nó là 9 phân. Cây có chiều cao tính từ mặt chậu lên tới ngọn là 60. Phủ tán thì tổng tán của này, tính tổng tán luôn nha. Tổng tán là khoảng 60 luôn của này, hơn 60. Rồi, mời quý anh em xem phần đế của cây. Cây có một cái bộ đế rất là đẹp. Mình xem phần đế đó. Một rất là nạt coi nha quý anh em. Bộ đế rất là nạt nha. Hoành rất là lớn. Anh em xem đế. Qua đây nó có một cái đường co này. Cái co này của em. Cái co này nó rất là diêu này. Cái co này này. Co này rất là diêu, co diêu lắm nha. Đây là của anh em. Qua đây này. Cái góc này là hầu như là nó cong nha, nó rất là khó quay. Từ trên xuống dưới của này, nhìn từ trên xuống dưới này. Đấy. Rồi, cây thì đang cho hoa và trái. Hoa trái, trái này vừa mới đậu nè, trái vừa mới đậu bên này, vừa đậu. Lắc đắc cả cây nha. Trái này nó còn nhỏ nha quý anh em, trái còn nhỏ nha. Trên trục rất là thơm, đẹp. Cái này bonsai tầm trung, anh em sở hữu gì chúng ta trưng bày trước ban công thềm nhà này rất là ok. Rồi, trái này thả nè. Những cây này nó tương đối một sàn thi quay kỹ cho anh em xíu nha. Anh em xem. Rồi, mời anh em xem tổng thể cây. Xem tổng thể cây bên sàn thi báo giá. Dạng lược. Một cây hải châu, một cây hải châu. Dáng trực hiền. Cây bên sàn tầm trung, hai người bê nặng tay. Nó rất là đẹp. Để xe ra cho quý anh em xem hết được cái tổng thể cây. Cái này có một cái bộ đế rất là đẹp, nạc, đế rất là nạc. Rồi, cây hải châu này thì bonsai thì giao lưu với em giá là 5.3 triệu, 5.3 triệu bonsai thì bao ship. Rồi, những cây này thì phí ship nó tương đối cao với em, cho nên là với em chốt cây cặp trước bonsai thì một ít nha.
rồi 5 triệu 3 bao ship.